Xin chào mừng, tôi thấy các bạn quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Ở trong clip này thì em còn một ít đẩy DK, một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Ở đây thì em còn hai mã LA400 và LA600. Tất cả máy móc là zin nguyên bản, đẹp các bạn nhé. Như đây thì Minh Vũ đang thử là chất âm con đẩy LA400, chất âm mộc nhá, không qua van số, và đánh trực tiếp ở đẩy. Đó. Mà em đang đánh cặp loa DK Bass 30 tép neo. Bình thường nếu như các bác sử dụng gia đình thì một con 400 này nó có thể đánh một cặp Bass 30, là đánh thoải mái luôn, của DK đánh thoải mái các bác nhá. Đấy, còn nếu như các bác muốn chơi mạnh hơn mà chơi hai cặp thì các bác có thể đánh con đẩy LA600. Đó. Em còn mấy con nữa, 600 và 400, thì ở trong clip ngày hôm nay sẽ bán giao lưu với các bác. Mức giá là chỉ có 3.500.000 đối với dòng đẩy NA DK LA 400. Đó. Còn đối với con DK LA 600 thì mức giá là 4.800.000 các bạn, 4.800.000. Mức giá này thì Minh Vũ đưa ra là mức giá tốt nhất thị trường, rẻ nhất thị trường. Đó. Trong clip tối ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng live stream giao lưu cùng các bác. Có rất là nhiều cái mặt hàng ở mức giá rất là rẻ. Đó, bán giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay, gọi là đầu xuân năm mới, giá lì xì cho các bác. Đó. Hôm nay là ngày mùng 2. Đó, mùng 2 tháng 2 các bác. Dòng máy DKNA thì là một cái loại nếu để nói vào cái dòng DKNA thì máy mặt phay nhôm các bác nhé, mặt đen phay nhôm. Loại này là loại cao cấp nhất và cũng là loại hay nhất, đắt tiền nhất các bạn. Đấy. Đời này là đời cao nhất các bác nhé. Đây. Ở trên mặt nắp nó có dập luôn cái logo của hãng luôn, DK Audio. Đó. Ở phần đằng sau này các bác thấy chưa, quạt gió chạy rất là êm nhá. Đằng sau thì nó được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Techlo làm theo công nghệ của Anh Quốc các bác nhá, UK. Hàng này thì không có hàng nhái nên các bác an tâm, không hàng nhái, hàng xịn thôi. Đằng sau chế độ đánh 4 ohm, 8 ohm, chế độ cắt súp, đó, chế độ mono bright, sitter, tín hiệu decibel đầu vào, còn nguyên cả tem series của hãng luôn nhá, DKLA 400. Còn đây là con 600 này, DKLA 600. Với cái thông số ở mặt đằng sau thì con 400, con 800 nó như nhau. Các bạn, nó chỉ khác nhau về công suất thôi. Dòng đẩy này thì ở trên thị trường có rất là nhiều đơn vị bán. Đó. Và mỗi một nơi một mức giá khác nhau. Và mức giá Minh Vũ đưa ra tại thời điểm này ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023. Cam kết các bác là mức giá rẻ nhất thị trường, không ở đâu mức giá rẻ hơn, tốt hơn. Các bác nhé. Giá trên em thông báo là không bao ship các bạn, không bao ship. Đó. Cũng không mặc cả luôn các bác nhé. Trước khi các bác mua hàng thì bác nào chưa biết về em thì có thể đăng ký kênh và theo dõi em. Khi nào cảm thấy tin tưởng thì mình có thể giao dịch cũng được. Ở trong clip này thì em được xin được tóm tắt ngắn gọn vậy thôi các bác nhé. Tối nay lúc có thể là sớm hơn 7 rưỡi hoặc là 8 giờ thì mình cũng sẽ lên sóng livestream giao lưu cùng các bác. Rất là nhiều những mặt hàng trong buổi tối livestream ngày hôm nay, các bác hãy đón xem. Em sẽ giảm giá kịch sàn, mức giá sâu nhất
trong tất cả những năm gọi là Minh Vũ bán hàng. Mức giá gọi là sập sàn luôn các bác, sập sàn thực sự luôn, không mức giá nào ở đâu rẻ hơn, tốt hơn bên em bán. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá.